chào các bạn, mình tên là Thi. Mình tên là Thi. Mình tên là Thi. Mình tên là Thi. Bây giờ Thi sẽ hát bài một con vịt. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh, nó kêu gào cắp 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 cắp. Gặp hồ nước nó bị bàm bị bóng, lúc lên bờ với cái cánh cho khô. Đường em đi là đường bên phải, đường ngược lại là đường bên trái. Đường bên trái thì em không đi, đường bên phải là đường em đi. 1 2 1 1 2 1. Chào các bạn, mình tên là Titi, mình 4 tuổi. Hôm nay mình sẽ đập 10 quả trứng tròn. Mẹ gà ấp ủ 10 chú gà con, hôm nay ra đủ lông trắng lông vỏ, thành mỏ thành trứng. Cái mỏ thì ăn, cái trứng bé xíu lắm, vàng mắt dịu, mắt đen sáng người. Ôi chú gà ơi, ta yêu chú lắm. Bye bye. Chúc mọi người vui vẻ, chúc các bạn vui vẻ. Chào Lily, chào Thi. Lily ơi, chào, làm gì vậy? Chào các bạn, mình là Thi, mình 7 tuổi rưỡi. Em Lily 10 tháng. Hôm nay em với Lily hát nhiều bài. Em với Lily hát nhiều bài là cái gì? Là hát mấy bài. Hôm nay em với Lily hát nhiều bài là cái gì? Hôm nay chị Lily hát mấy bài nha. Cha mẹ sao mình cũng phải thương hết ha. Dạ. Có khi có thương với mẹ không? Dạ thương. Lỡ với mẹ xấu xí già có thương không? Dạ thương. Giống bà ngoại già đâu có xấu xí đâu. Cái mặt già thôi, thấy già thôi, đâu có xấu xí đâu. Bà ngoại ra cũng thương hết ha. Thương. Bà nội cũng vậy. Thương giống cha bà. Mẹ với thương ông bà. Đi đi dễ thương quá. Đi nói chuyện bà ngoại kìa. Dòng hệ đi, dòng hệ bên ngoài đi. Bên ngoài sắp về đây kìa. Thi, Thi là dòng hệ bên ngoài. Về bên ngoài đi. Mà đang làm chi nữa? Mà đang bông ế. Mà lúc nào cũng nói bé mà. Thôi để ngồi vừa. Lily dễ thương quá. Lily dễ thương quá. Nhớ bài bé Titi không? Thật là vui, ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người vàng sự bình an, tâm hồn phơi phơi. Xuân về đây rồi, cuộc sống lên môi. Tết tết tết, vui thật là vui, ngày đầu một năm bé kính chúc mọi người vàng sự bình an, tâm hồn phơi phơi. Xuân về đây rồi, làm ăn phát tài. Bye bye. Bye bye. Chúc mọi người vui vẻ. Chúc mọi người vui vẻ, mạnh khỏe. Vui vẻ. Có nội tình hệ hay không? Thấy chứ.